Nhiều chị em đã giảm cân thành công tại Lavender, tự tin refresh tủ đồ với những trang phục sexy nữ tính. Và ngay bây giờ thì hãy cùng chứng thực bằng loạt hình ảnh livestream của họ. Các bạn thân mến, đây là một trong những khách hàng giảm cân thành công nhất tại Lavender tính đến thời điểm hiện tại. Và đây, chị rất là xinh đẹp trong cái bộ bikini mà Lavender tặng. Chị ơi, chị giới thiệu một chút về mình được không ạ? Chào mọi người, mình tên là Huyền, mình đến từ Hà Nội. À, chị Huyền, không biết là sau bao nhiêu lâu thì chị Huyền giảm được cân như hiện tại ạ? Chị chính xác thì là một tháng chị giảm được 9 cân như hiện tại bây giờ đấy. Thon gọn hẳn luôn chị ạ. Thế à? Ôi, cái ảnh này là hồi này là chị bao nhiêu cân đây? Thun bể hộp quá. À, cái ảnh này là cách đây 2 tháng chị phải 60 cân đấy. 60 cân ạ. Đây là hình ảnh của chị Linh ngày 60 cân. À, và sau 2 tháng chị giảm còn 53 cân. Wow. Nên mình đã giảm được 7 cân chị. 7 cân chị ạ. Đến chị và chị nhìn lại cái ảnh này mà mình còn ngạc nhiên. Không nhận ra mình luôn. Dạ vâng. Quả thực là nhìn trông khác hẳn chị ạ. Xinh quá. Hôm nay chắc là có sự kiện gì đúng không chị? Ừ, hôm nay chị có một cái event rất là quan trọng. Tức là mọi lần đi thì chị mặc quần áo rộng thùng thình xuống thiết định dấu dáng thôi. Đây lần đầu tiên dám tỏ chân vào một cái váy sexy mà có. Dạ vâng. Lần đầu tiên mà như thế này thì quá đẹp rồi, chắc chắn là hôm nay chị tỏa sáng luôn. Đây là chị Gia Linh của chúng ta trước khi giảm cân, và đây chính là hình ảnh của chị ấy sau 2 tháng giảm cân với con chị Plus. Chị ơi, mình cân được bao nhiêu cân rồi? Mình giảm được bao nhiêu cân đấy? Giảm được 8kg rồi đấy. Bây giờ chỉ còn vừa đâu là 52kg thôi. Còn 52 cân. Rất là tuyệt vời. Giảm được rất là nhiều như thế thì thảo nào mà trông chị khác hẳn so với trước đây luôn. Cái ngày trên LCD hồi đấy rất là béo đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ chị mặc cái bộ này quá là hợp luôn đấy. Hồi xưa thích mặc váy body lắm nhưng mà không dám mặc. Từ ngày giảm cân mới dám mua mặc. À thế à, bây giờ thì em chúc mừng chị mà quá đẹp rồi. Chị giảm được 7kg rồi, em nhìn này không còn mỡ thừa luôn. Đúng rồi, nhìn không biết là trước giờ mình đã bao giờ diện những cái bộ như này chưa? Em nhìn rất là đẹp. Vâng, không, trước giờ thì đồ của mình toàn đồ thùng thình nữa. Đây là lần đầu tiên đúng không? Thế này thì tha hồ, bây giờ sau khi giảm cân xong là tha hồ diện những bộ sexy năng động rồi. Đó chỉ là 4 trong số rất nhiều những khách hàng đã giảm cân thành công tại Lavender. Refresh tủ đồ, hết sổ sề ngấn mỡ ngay hôm nay với Country Plus. Gọi hotline 090 230 8888.